đó là vấn đề bộn mạn của giáo xứ Phật Thánh Chỉ Đạo Việt Nam. Vì lý do đó, giờ đây chúng ta mới thấy được nhung nhang của các cha. Và xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay có sự hiện diện của cha chánh xứ giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, Trần Trung Liêm. Chúng con cũng xin chào đón cha cựu đặc trách Hoàng Thanh Sơn, là một cha trẻ nhất trong tất cả các cha. Xin tất cả một tràng pháo tay. Và tiếp sau đó chúng con xin chào đón cha Vũ Minh Tiến thường đến dâng lễ cho đến cho giáo họ của chúng con. Bên cạnh đó chúng con cùng nhận diện có cha Hưng, là một cha du học và hiện tại ngài đang học ở trường đại học công giáo ở trên Washington DC. Chúng con xin chào đón cha, xin quý vị một tràng pháo tay. Và đặc biệt chúng con có nhận thấy một cha mà ngày hôm qua ngài là chủ tế cho thánh lễ lễ các thánh tử đạo của chúng con. Xin cha cho chúng con biết được quý danh của cha. Tôi là cha Vinh Sơn Hà Viễn Lự Homeless. Xin quý vị chào đón cha một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, đã nhìn thấy hoàn cảnh và tình trạng giáo họ Đức Mẹ La Vang sau 12 năm thành hình. Mặc dù chỉ mới 3 tháng cha Phó Quốc Luân về đây phục vụ cộng đoàn với chức vụ linh mục đặc trách, hẳn chúng ta thấu được sự lo lắng và hy sinh gánh vác trọng trách trong thời gian tới của cha. Quả thật, không một linh mục nào có thể bình thản khi nhận bài sai đến một sứ đạo mà hiện tại không có một mái nhà thờ, thậm chí là một căn phòng nhỏ để làm việc phục vụ. Những tháng ngày đầu tiên nhậm sở, tôi biết ngài đã chân cao chân thấp chạy lui chạy tới với nét mặt luôn suy tư để tìm giải pháp cũng như đường hướng phát triển cho giáo họ. Mỗi giáo dân chúng ta có lẽ ai cũng muốn nghe lời tâm sự của ngài cũng như